Nhận định chung kết Croatia vs Tây Ban Nha, 1 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6, thời khắc lịch sử. Nhận định bóng đá Croatia vs Tây Ban Nha, chung kết UEFA Nations League, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Croatia ổn định hơn Tây Ban Nha về phong độ lẫn lực lượng. Có lẽ điều đó là đủ để giúp họ giành chiến thắng, qua đó giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Nhận định trước trận đấu Croatia vs Tây Ban Nha, Croatia đang trải qua một năm đáng nhớ. Sau khi làm nên hành trình tuyệt vời tại World Cup 2022 với vị trí thứ 3 chung cuộc, họ đã đánh bại Hà Lan để lần đầu tiên vào chung kết UEFA Nations League. Đội tuyển này cũng trở thành cái tên thứ 2 trong 3 năm qua hạ được Hà Lan ngay tại xứ sở hoa Tulip sau Italia tính ở các giải đấu chính thức. Nhiều ngôi sao từng nói UEFA Nations League là giải đấu giao hữu trá hình, nhưng chắc chắn người Croatia không nghĩ như vậy. Vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để thế hệ vàng của Croatia giành được những danh hiệu lớn cho đất nước. Trong trận chung kết với Tây Ban Nha, họ chắc chắn sẽ cống hiến hơn 100% khả năng. Với Tây Ban Nha, họ cũng khát khao ngai vàng chẳng kém. Đội bóng này đã đối diện với nhiều chỉ trích trong những năm qua. Họ từng tiến vào chung kết Nations League mùa trước nhưng thất bại trước người Pháp. Họ cũng về nhì tại Confederation Cup 2013, khiến giấc mơ vô địch một giải đấu chính thức đã đeo bám Tây Ban Nha suốt 11 năm nay. Tây Ban Nha đã thắng 4 trong 7 trận chung kết gần đây, nhưng lần gần nhất họ thắng đã cách hiện tại 11 năm. Hai lần dự chung kết gần nhất họ đều thất bại. Phong độ, lịch sử đối đầu Croatia vs Tây Ban Nha. Màn thể hiện tệ hại tại World Cup 2022 càng đem đến cảm giác chán nản cho người hâm mộ, khiến Tây Ban Nha phải thay huấn luyện viên trưởng. Nhưng họ chưa thay được bộ mặt thất thường của mình. Trước khi thắng Italia 2-1 để vào chung kết UEFA Nations League, đội tuyển xứ đấu bò đã bất ngờ thua Scotland tại vòng loại Euro 2024. Phong độ của Tây Ban Nha ngày một báo động, chỉ thắng 2 trên 6 trận gần đây. Việc xáo trộn đội hình liên tục khiến đội bóng này đánh mất tính ổn định và sự kết dính. Đây lại là điều Croatia có thừa. Đội hình không dồi dào lựa chọn như Tây Ban Nha, thậm chí lực lượng bị coi là cũ kỹ, nhưng từng bước Croatia vẫn chinh phục thành công những vật cản. Croatia đã thắng 11 trên 15 trận gần nhất tính cả hiệp phụ và luân lưu, còn lại họ hòa 3 và thua 1. Trận thua duy nhất ấy diễn ra trước chính nhà đương kim vô địch thế giới Argentina. Croatia từng đại bại 0-6 trước Tây Ban Nha, nhận trận thua đậm nhất lịch sử. Với phong độ lên cao cùng sự ổn định của một tập thể ăn ý với nhau từ lâu, có thể tin lần này họ sẽ trả nợ Tây Ban Nha và bước lên đỉnh vinh quang. Thông tin lực lượng Croatia vs Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Lafuen đã gây bất ngờ khi gọi nhiều nhân tố lạ ở lần triệu tập này như Robin Lenormand, Fran Garcia, Zubimendi, Pino hay cả Jesus Navas, người đã bị lãng quên từ lâu. Ông thẳng tay loại những gương mặt từng gắn bó lâu năm với đội tuyển như Eric Garcia, Paul Torres, Marcus Llorente, Koke, Thiago, Carlos Soler, Ferran Torres và Pablo Sarabia. Lại một màn thay đổi chóng mặt nữa của Tây Ban Nha. Trong khi đó, Croatia vẫn tin vào những gương mặt quen thuộc. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của họ ở trận chung kết có lẽ là Vadio. Đội hình dự kiến Croatia vs Tây Ban Nha. Tây Ban Nha 4-2-3-1 Simon, Nacho, Lenormand, Laporte, Alba, Rodri, Merino, Rodrigo, Gavi, Pino, Morata. Croatia 4-3-3 Livakovic, Juranovic, Sutalo, Visa, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Ivanusek, Kramaric. Dự đoán tỷ số Croatia 1-0 Tây Ban Nha. Nhận định Tây Ban Nha vs Na Uy, 2 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3, bắt đầu kỷ nguyên mới. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Sir Andres bỏ trốn về Brazil, tòa án Tây Ban Nha nhất quyết bác đơn xin bảo lãnh. Ngày 22 tháng 2 năm 2023, Tottenham đón ngôi sao Tây Ban Nha sau thương vụ căng như dây đàn. Mùng 1 tháng 2 năm 2023, Barca bị phát hiện chuyển 1,4 triệu euro cho Phó Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha. Ngày 16 tháng 2 năm 2023,